Vâng, thưa bác. Mấy chạy này mới vào vịt này, Grimo Việt Nam của miền Nam luôn nhỉ. Thế Vân Bắc. Nha, đi từ miền Nam ra. Giá bao nhiêu chú? Nghĩa là về đây nó giao cho mình 16. Ủa, đi Việt Nam mới lại. Mới lại mà. Chuẩn, nhưng nó có ghi con gì không nhỉ? Nó có ghi con mã. Không, nó là mã, nó có hai mã. Đấy này ạ. Đây là ở đây thôi, phải không? Alo. Đây nó có số lượng này chú. Đây số lượng của nó ở ngoài đây. Chú nhiều khi cũng để ý không gì đâu. Biết rồi nhưng nó không ghi con mã còn gì chứ. Nhá, đang bận tí, đang bận. Kinh, vịt đi máy bay. Nó có cái con ở đây này, chẳng biết con gì đây. Nó còn size to, size bé. Vào mấy nghìn chú? Vào có 900 mà. À. Không vào nghìn nó tròn vaccine à. Tròn đấy mà nó mình đặt đầu tiên là chỉ có đặt con nó con có 700 à 500 ấy. Ừ. Thế về nó thế bảo thôi bẻ đưa tôi 1000 đi nó còn nó đưa cho được 900 ấy. Được rồi, chú bỏ trước bỏ chai. Alo à? Giờ lại lên 900 bỏ. Cho tưởng. Ô sói nhỉ. Ủa, to đấy, hôm nay mấy ngày tuổi rồi? Đấy, hôm nay được 4 ngày đấy. Nhưng mà đấy tính cả một ngày nó úm cho là 4 à? Đâu, cái này là... Cái này là từ hôm nay lấy về thôi. À, tính là 4 ngày. Hôm nay về, con này nó đi từ miền Nam ra là chưa úm đâu. À. Nó chưa úm, mình đã bóc trứng cái là... Lên bóc máy bay luôn. Lên máy bay luôn. À. Đều mà, nó có hao nhiều không ạ? Hao nào chưa? Hao được 2 quả. À. Nhìn nó sọ nhỉ? Nhanh thế. Đang tí về điện Grimo Việt Nam làm 2000 người nuôi. Đang đợi cherry dài cổ à. Con này đẹp mà. Này. Khoảng tầm 4 hoặc 5 ngày tuổi. Thì 4 ngày đấy, nay là 4 ngày đấy. Vâng, hôm nay tiêm rụt mỏ chưa ạ? Rụt tiêm rồi. À. Bao nhiêu tuần kiên đi. À. Hôm nay là cho tiêm Tebusu. Đàn này là có cái đàn Tebusu chết ở chỗ nào? Đàn này chết chưa? Đây, được ăn hết rồi. Đây thì thằng này có mình 1400 thì đến giờ này là mất có 200, chưa đến 200 cũng gọi là 200. À, đàn này bao nhiêu ngày tuổi rồi? Đàn 34-35 ngày. 34-35 ngày, này trên 2 cân rồi, trên này gần hết rồi. Cũng Grimo Việt Nam đây à? Miền Bắc, con miền Bắc. Con miền Bắc à? Con này 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi. Được, tầm 2 cân rưỡi. Mấy hôm nay thôi chết 1-2 con thôi thì có. Cùng chết đi. Cùng chết đi. Chết hết cái loại chạy chạy rồi. Cái này là mấy mũi rồi? 4 mũi. 4 mũi. Tiêm đến cái này tiêm đến 02 à? 01 rồi. Chưa đến 02 đúng không? Đầu là tiêm vaccine xong rồi trời nó đổ mưa xong cái là nó đổ dạp lại. Chọc cho 2 mũi ST01 nữa. 2 mũi ST01 là ok đến giờ đúng không? Rất là khỏe đấy. Đang này khỏe mà nhưng mà chưa biết theo thời tiết nữa. Đúng rồi. Em mong là đến từ ăn bán là không phải tiêm. Chú cứ cho trộn vòng thôi. Vẫn cho ăn trộn thôi. Trộn ăn rô, ăn mốc thôi. Sẽ cầm lại, còn số lượng lớn này ngày chết 1 con hoặc 2 con thì... Mà tổng lại vẫn khỏe không sao. Con kia chắc đàn từ cũ rồi. Đấy con ấy còn cái đàn bị chết đấy. Đàn chết bị tem, Tebusu ấy gì. Chú hỏi chú đàn tem như nào, lần sau bà con không mắc nữa. Cái đàn đấy là bao nhiêu ngày tuổi tiêm tem bu su chú? Không nhầm là 20 ngày. 20 ngày tiêm tem. Dạ. Yeah. 20 ngày đã đấy đúng 20 ngày. Nó tiêm xong chết hết. À, đâu, tiêm thì trẻ 20 thì là 24 ngày. Ừ đúng rồi, tầm 2 ừ đấy tầm 24 ngày tiêm tem bu su. Tiêm 20 ngày thì tiêm đi. Xong là 1000 mấy nhỉ? Là đến 1700 ấy. 1700 chết còn bao nhiêu con? Còn có 30 chưa được 30 300 hơn 300 một tí. 1700 chết 300, chết 70%, 80-75%. 80%. Thế chắc là khả năng nó ủ Tebusu. Đấy bây giờ rất nhiều nơi đấy con vịt nó bị bệnh bại huyết, nó cứ lật ngửa này. Đấy, đúng rồi. Thú y vào. Thú y vào là cứ bảo là lăn đùng ngửa ra chết. Mình bảo không biết lại tại sao, không biết được. Đàn bên đây là bắt đưa tàu về, mình bắt đi chắc cũng còn 600 tiền bây giờ. Để cái đàn ngay đây cạnh chú này. Cạnh nhà bên cạnh. Đây là chuồng ngay đây này.
bắt cùng đàn này luôn. Ký qua xem bây giờ. Cái vừa đóng cổng nó đi vào. Bây giờ cô cũng phải tiêm Tembosu đây. Tức là cái bệnh Tembosu là cái vaccine sống. Từ bây giờ trở đi đàn nào phải tiêm luôn. Là mình cái mầm Tembosu đã có trong nhà rồi và cô đã được cấy vaccine này, vaccine sống nhé. Nó lấy thuốc gì? Nó tiêm nó bảo là hôm qua tầm giờ hôm qua nó bảo là ngáp này, rồi chảy nước mắt này, con vịt ngáp ngáp này là nó ra là nó chết. Thì không biết là lấy thuốc mà tiêm kia mũi hôm qua mũi rồi. Tiêm bọn nó bảo là ba loại thuốc cộng một về nhau mà. Bây giờ ta đứng ở đây ta nghe. Thằng đấy thì nó không mình nó một xe nó không tin tưởng ai đâu. Tembosu này là nó chỉ có liều 500 thôi nhé, không liều 1000 đâu. Tiêm 500 là chuẩn nhất, các bác cứ tìm liều 500 tiêm. Tembosu này có thể pha với bác sĩ dịch tả được, là tiêm riêng càng tốt. Đây là tiêm riêng còn dịch tả 10 ngày, từ nay đến thứ 3 tuần sau thì mới đánh đấy. Và cái này đặc biệt là không được pha lẫn với lại kháng sinh. Kháng sinh nó chết vịt đấy. Nói chung ngon hơn chứ. Nghìn tư là hao 200 và 10% hơn 10% 10% 140 rồi đó. 15% vẫn chưa đến lúc bán. Cái con bé nó chở cám này về nó bảo chứ không biết có anh ở bên này ở đây như thế nào, nhưng mà em chở cám đi xe này chở cám em thấy đến nhà nào bảo 1000 rồi còn 200-300 con này. Và đây tính cám gì? Chịu. Đây áp lực bệnh cao nhỉ? Đúng, có nơi nó kinh khủng thật. Tiêm đến ST01, ST02, bây giờ chó phát triển ST02 nữa. Thì tiêm cho những cái con lớn này, tiêm một mũi. Giả sử nếu mà bị tiêm một mũi ổn được bạn. Nhưng đấy nó nặng, nó chỉ tiêm con lớn. Con lớn rồi. Con nhỏ nó cái ST01 là tốt rồi. Đấy, như con này tiêm ST01 nó sẽ ổn đấy. Dừng chết. Tầm này đẹp mà. Con này khả năng là size to đấy. Hơn 30 ngày mà. 2,5 cân. Đều bị chết đều. Chết mà. Đấy, giờ cháu phải lấy bây giờ như thế mà tìm thuốc về mà tiêm cho bà con. Bọn cháu đau đầu lắm, làm sao nghĩ sản phẩm này tiêm đấy, khỏi. Đang tiêm nhà ông Đức đây. Đấy, bây giờ các chú thì bây giờ nó mất nhiều rồi. Thì các chú chăn nuôi được thì bọn cháu mới lại có công việc chứ. Thì đúng rồi. Chú nuôi đến 10 lứa thất bại cả 10 thì ai nuôi nữa. Ở cái mùa này là mưa động tàn nhỉ, chỗ này mạt lắm, trước cho vào. Cách đây hơn tháng cho vào thế này. Ok. Anh nhà lại còn trồng được mướp này, mát nhờ. Ừ, tàn này cũng không thua. Làm mát à. Quy mô cũng rất là rộng đây nhỉ, thiết kế đẹp ấy. Hôm nay được bao nhiêu ngày rồi em? 24 ngày á? Ừ. Chết này. Nền sàn là cao khoảng 60 phân đấy. 60 phân. Nước thải là rửa đây hết xuống đây đúng không? Các cống chung. Đây, đàn này sắt quán rồi. Ở đây là họ nuôi toàn bộ trên sàn mà. Trên sàn hết. Nhưng mà nóng nhỉ, cái này vẫn nóng khủng luôn đấy. Cái chỗ này thì làm gì có bể không? Đây là bể, dưới kia một bể. À, làm gì có. Đây là bằng gỗ tre với gỗ và lưới thép. Bên đây thì làm cái mô hình. Bên này làm sau, chắc làm sau. Chắc chắn thế đấy. Nhà bên này chết thì không dám vào nữa luôn. Không kiểm soát. Chết nhiều quá. Ừ. Vấn đề bệnh tật rất là khó khăn. Đây đổ dầm. Ừ, hay đổ nha. Thế tức là đây sẽ là 3 khu chuồng vào liên tục. Và liên tục thì bệnh tật nó khó kiểm soát. Ở nhà bên này cũng có, nhà bên này không có thèm không có mái luôn nhỉ. Bỏ luôn đi. Nghỉ luôn cái vui đi. Ừ. Chắc là đầu năm là dính Covid là lỗ đúng không? Vui tức là không kiểm soát được cái vấn đề bệnh. Ừ. Nắng nhở, ngày nuôi cũng chết. Nắng, vịt nắng rất là bệnh. Nuôi thế này đúng là nhiều bệnh là đúng rồi. Những trại này thì họ tự tiêm chứ hay mình vào mình tiêm cho họ? Đàn này nhiều bệnh không? Đàn to nhiều bệnh không?
8 mũi. 8 mũi à? Hao nhiều không chả biết. À đây. SC01. Thuốc của thú xóm tất đây. Tiêm phải tính hàng bì. Này bán được mà. Đây, Sulfa SP của thú y xóm tới đây. Chạy này nó chạy ruột của thú y xóm này. Căn chạy đây là mấy mũi rồi? 4 mũi rồi. Người thì khủng quạng rồi. Không kiểm soát. Người kiểm soát thôi được. Tìm không. Đây là mỗi đàn chắc là 5-700 nhưng thì cũng nhìn. Chết còn bằng này đấy anh. Nhìn nó chết còn này. Đàn này là 960 con đấy. Coi như 1000. Chết còn bằng này. Cái chỗ này còn khoảng đến 500-600. Vẫn chết lại cả à, thì chấp nhận nó, bây giờ đàn này chả tiêm nữa. Đợi ngày bán thôi. Cho vỗ béo kích lông và đợi ngày bán. Tiêm thì chết. Đổ nó rất là, đổ nó nhiều ấy. Tức là cứ tiêm là dừng chết, xong rồi nghỉ là chết. Chỉ được vài ngày thôi. Cái này chồng ngó này. Cái này thì chết rồi. Nhiều không? Làm mưa rất là mát thôi. Cái này cho tiêm Sevogen với Sulfa hay là tiêm Sevogen không? Cái nào? Đất nhỉ. Quay lần. Trong đây mát lắm. Cũng không mát đâu. Thấy nó há mồm ra kia là cũng không mát lắm đâu. Nhưng mà cũng thế là tương đối rồi. Đỡ nhiều. Quạt, quạt đẩy. Quạt đẩy càng hết, còn hút mới được. Vất nhỉ. Con nuôi thường xuyên liên tục đó. Con bệnh nó vừa cổ.